máy băm sơ dừa B1200 đầu nổ bình quân, phiên bản cải tiến năm 2020 với tính năng chuyên xử lý vỏ dừa, gáo dừa tươi, khô thành dạng mùn dừa và sơ dừa, đồng thời tách riêng phần mùn và phần sơ thành hai thành phẩm riêng biệt, chế biến dễ dàng và tiện lợi. Thu Ngân chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì Thu Ngân sẽ cho quý vị trải nghiệm về khả năng làm việc cũng như là cái năng suất ấn tượng khi mà dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B1200 được thiết kế với hệ thống đầu nổ tiện lợi và đa năng dành cho những hộ không có nguồn điện. Như quý vị có thể thấy thì sơ qua thì tổng thể cấu tạo của máy cũng không khác gì nhiều so với khi lắp đặt với hệ thống động cơ điện, thì chúng ta vẫn có toa đạp ở phía trên và hệ thống hai cửa xả phân loại ở hai bên như này. Ngoài ra thì ở với thiết kế đầu nổ này thì quý vị có thể thấy là cái bệ đầu nổ ở phía dưới ấy sẽ được kết nối dài ra, như quý vị có thể thấy đây, để dễ dàng kết nối từ bu ly của đầu nổ lên bu ly của máy theo một chiều thẳng đứng. Như quý vị có thể thấy là đây chính là thành quả dừa nguyên quả. Thông thường thì đối với những quả như này thì máy có thể xử lý dễ dàng. Thì không biết là những khách hàng ở trong Bến Tre thì họ có bảo là cái quả dừa của họ to có khi là gấp đôi như thế này, thì không biết là máy có xử lý được hay không. Thì một lúc nào đó chúng ta sẽ có khách hàng ở trong đó gửi ra và chúng ta sẽ thử. Chứ còn đây là dừa của miền Bắc kiếm được nên là kích cỡ nó chỉ có thế này thôi. Đây là nguyên quả, cả dừa tươi lẫn dừa khô. Thì bây giờ Thu Ngân sẽ bắt đầu để chuẩn bị thử với máy nhé. Theo bản động cơ mà máy sử dụng trước đó sẽ là động cơ 18,5 kW. Và để kéo tải tương đương, khỏe khoắn cho máy thì đầu nổ cũng sẽ có công suất lên tới hơn 30 HP. Từ đó sẽ duy trì khả năng vận hành, thích hợp sử dụng với quy mô sản xuất vừa và lớn. Khung máy được gia công dày dặn và chắc chắn, hoàn toàn đảm bảo an toàn cho người vận hành. Chỉ cần từ 1 đến 2 nhân công nạp nguyên liệu và toa nạp, từ đó thì quý vị sẽ thu được thành phẩm chất lượng áp dụng trên nhiều lĩnh vực từ chăn nuôi, trồng trọt hay kinh doanh chế biến. Tính năng làm việc của dòng sản phẩm này là chuyên xử lý các vỏ dừa cả tươi lẫn khô thành dạng sơ, dạng mùn, và chỉ với việc đầu tư một chiếc máy chuyên dụng mà quý vị đã dễ dàng thu về hai thành phẩm riêng biệt chất lượng. Trước đây vì không biết cách tận dụng những quả dừa tươi sau khi lấy nước, phần gỏ và phần gáo bà con thường đem đốt bỏ, gây lãng phí. Và giờ đây với sự trợ giúp của dòng sản phẩm máy băm nghiền sơ dừa B1200 bình quân, bà con đã có thể tận dụng nghiền chúng thành dạng sơ, dạng mùn, chế biến thành sản phẩm có giá trị hơn nữa. Không những vậy, với thiết kế cải tiến bằng hệ thống đầu nổ thì quý vị có thể tận dụng máy mang đi khắp nơi để xử lý vỏ dừa dễ dàng với năng suất mỗi tấn trên mỗi giờ. Vậy tại sao máy lại có khả năng tách riêng phần mùn và phần sơ tiện lợi tới như vậy? Thì tiếp theo đây quý vị hãy cùng quan sát với Thu Ngân về hệ thống buồng làm việc. Hệ thống buồng làm việc kiểu mới và tân tiến sẽ gồm 54 búa độc xé được xếp dạng xoắn trên một trục xoay chính. Hỗ trợ cùng với đó là hai thanh búa được gắn cố định trên thành máy để hỗ trợ cho việc băm xé nhanh chóng. Ngoài ra phía cuối quá trình thì quý vị sẽ có hệ thống cánh quạt. Hệ thống này sẽ đẩy riêng thành phẩm sơ dừa đi ra ngoài. Thành phẩm mùn được đập rất là nhỏ, còn nhịn ạ. Thì có lẫn một chút sơ dừa thôi, nhưng mà cũng không đáng kể. Thường thì thành phẩm sơ này sẽ được sử dụng khi mà quả dừa đã được có nghĩa là phơi khô ấy ạ. Thì cái chất sơ này thì nó sẽ bớt đi cái chất chát, lúc giúp làm ủ phân bón cho cây rất là tốt, hoặc là làm giá thể trồng nấm, trồng cây. Bây giờ thành phẩm xuất hiện trong video ngày hôm nay, máy băm sơ dừa B1200
Xin chào và hẹn gặp lại.